Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Hagaco.vn, công ty Hoàng gia Hagaco giới thiệu mọi người mẫu đèn LED thanh ngoài trời sử dụng điều khiển từ xa để chọn màu. Đấy. Thì đây là hình thức của đèn. Đèn này là bằng chất liệu là hợp kim nhôm, kính cường lực. Đây. Đèn này là công suất là 24W ạ. Công suất 24W. Với dòng 1m này thì có ngoài 24W còn có là 18W và 36W. Ánh sáng ngoài cái dùng điều khiển từ xa này thì rất là đa dạng, còn có ánh sáng trắng vàng trung tính, ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh lá, ánh sáng xanh dương, ánh sáng tím ạ. Và dạng RGB đổi màu sẽ tự động đổi màu thành 7 màu, gồm có màu đỏ, xanh lá, xanh dương, xanh lơ, trắng, vàng và màu tím. Riêng đặc biệt là sử dụng loại điều khiển từ xa này thì kết hợp với cái bộ nhận tín hiệu bên trong cái đèn này đây. Đấy. Thì có thể là bật chọn được màu gồm có này: màu đỏ, màu xanh lá cây, màu xanh dương, màu vàng, màu xanh lơ, màu tím và màu trắng. Ngoài ra còn có 3 màu khác là màu, chế độ nháy khác là M1, M2, nháy nhanh, nháy chậm và nháy đuổi. Đấy, có thể tắt bật bằng điều khiển từ xa. Riêng cái dòng điều khiển từ xa này thì bắt buộc phải sử dụng nguồn điện là 24V hoặc 12V AC. Đây, mình bắt buộc là sử dụng qua cái cục nguồn này để hạ áp xuống. Điện áp này thì rất là an toàn rồi. Hạ áp này xuống an toàn. Cái cục này mình sẽ để trên tủ điện hoặc cất trong nhà. Mình có thể cất được ngoài trời. Cục này là IP68 có thể cất ngoài trời, nhưng mà mình nếu mà có tủ điện thì mình cất trong tủ điện nó sẽ an toàn hơn và đẹp hơn. Riêng cái dòng đèn này ngoài loại sử dụng điều khiển từ xa thì có cái loại là một màu và đổi màu. Kia thì có hai loại điện áp có thể sử dụng là điện áp 12-24V hoặc điện áp là 220V dân dụng. Đấy. Đèn này là có tiêu chuẩn IP66, có thể là dùng ngoài trời, chịu mưa, chịu nắng. Đấy. Đèn này là chuyên ngoài trời. Tất nhiên là cũng có thể lắp trong nhà, nhưng mà thông thường là lắp ngoài trời để hắt tường hoặc hắt tranh. Đấy. Thì hiện tại là mình đang quay là hắt cái tủ này, nhưng mà cái tủ này nó không phải là dạng mặt phẳng hay là dạng tranh, cho nên là nó không được đẹp lắm. Bây giờ mình sẽ tắt điện đi và mình sẽ bật đèn lên nhé, bằng điều khiển. À, trước khi mình có nói qua là cái đèn này lắp đặt nó rất là đơn giản, nó sử dụng cái bộ tai cài đi kèm này. Cái này sẽ cấp theo đèn nhé, cấp theo đèn mình sẽ cặp vào đấy và nó sẽ kiểu như thế này, kiểu như thế này. Đấy, mình có thể siết ốc lại, mình ví dụ mình gắn vào tường như này. Đấy, và mình siết lại nó cho nó hắt lên, mình có thể điều chỉnh được. Thông thường nó cho nó hắt ngược lên khoảng một hướng chách xíu vào tường hoặc là bức tranh một chút xíu là vừa. Đây, bây giờ mình sẽ tắt điện và thử ánh sáng nhé. Đây, mình sẽ sử dụng điều khiển từ xa để tắt bật này. Đầu tiên mình bật này. Hiện tại cái chế độ ánh sáng đầu tiên là ánh sáng màu trắng, do mình đang để kết thúc của cái lần bật trước là màu trắng, nên khi mình tắt lên, tắt đi và bật lại nó sẽ là vẫn là màu trắng. Đấy. Với điều kiện là cái cục nguồn này mình phải khởi động bật điện liên tục nhé. Cái khi mà mình muốn dùng thì tùy, có thể là mình sẽ bật nguồn cấp cho cái cục nguồn điện này, rồi sau đó mình dùng điều khiển mình để chọn màu. Tốt nhất là như thế, cho nên mình nên ngắt cái cục nguồn này đi để nó chạy liên tục, vừa có nó không tốt cho nguồn, với hơi hao phí một điện một chút xíu. Mặc dù tắt đèn nhưng mà cái vẫn nuôi một chút điện vào cái nguồn đấy. Thì đây là ánh sáng màu trắng, nó dạng RGB, nó phối ra màu trắng. Thì thực tế nó là màu trắng, nhưng còn qua camera nhìn nó hơi ngả màu khác. Đấy, ví dụ nhìn lên trần đấy, nó là màu trắng, nhìn mắt thường là màu trắng. Tất nhiên nó không trắng được hoàn toàn giống như cái đèn mà chip LED màu trắng nhá. Dạng RGB nó là như thế. Đấy, mình tắt đi này, bật lại này. Đầu tiên mình ví dụ mình chọn là chế độ màu đỏ này, màu xanh lá cây này, cố định, nó sẽ cố định xuyên suốt. Xanh dương này, màu vàng này, màu xanh lơ này, màu tím này, màu trắng này, và các cái chế độ nháy nhanh này, nháy nhanh M1 này, nháy nhanh nháy chậm đấy, M1 đấy.
M2 này, M2 nó sẽ nháy từ từ, nó sẽ nháy từ màu đỏ xanh lá cây này sang xanh dương này, sang màu vàng này, màu tím này, xanh lơ này và màu trắng cuối cùng. Đấy, nó sẽ cứ nháy liên tục như thế. Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, ba màu cơ bản. Và các cặp màu là màu vàng từ màu đỏ thành với xanh lá cây, màu hồng thì từ màu đỏ xanh dương, màu xanh lơ từ xanh lá cây với cả xanh dương, màu trắng thì nó phối ba màu này lại. Đấy, đấy là chế độ nháy M2. Chế độ nháy M3 thì nó sẽ thế này, nó sẽ nháy chậm hơn, nháy chậm hơn, nó sẽ chuyển từ màu này sang màu khác với cái chế độ chuyển nó uyển chuyển nhẹ nhàng hơn. Đấy, nó sẽ chuyển từ từ. Đấy, tức là hai. Thì đèn này là có 3 loại công suất này. 1 mét này gồm có 18W, 24W và 36W. Mẫu đang quay video này là mẫu 24W. Ngoài cái kích thước 1 mét thì nó còn có kích thước là 0,3 mét với công suất 6W, 0,5 mét với công suất 9W hoặc là 12W. Thì hai loại đấy cũng làm được loại điều khiển từ xa. Nó sẽ dùng để nối, thường thường có thể nối nhau hoặc là làm ở các cái khe nhỏ, các cái tranh ngắn thì mình sử dụng cái đấy. Cái này là tiêu chuẩn IP66, có thể lắp ngoài trời nhé, không không phải là IP 68 âm nước, nó chỉ lắp trên cạn thôi. Có thể chịu mưa nắng nhưng mà không được âm. Đấy, mình sẽ tắt đi, mình sẽ bật lại. Mình chọn màu đỏ này. Đấy, mình tắt đi. Bật lại. Sẽ là màu xanh đúng không? Đang nháy, ví dụ đang nháy mình tắt đi này. Mình bật lại thì nó vẫn là chế độ nháy. Đấy, rất là hay, rất là đẹp. Đấy. Đấy thì ai có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ với hotline 0916773555 hoặc là 0393392666, hoặc truy cập vào website là đenhoangia.vn hoặc website hagaco.vn để đặt hàng. Bên công ty thì là ship hàng toàn quốc, hình thức là ship COD, tức là giao hàng, kiểm tra kiểm hàng và thanh toán. Tất nhiên là có một số đơn hàng thì cũng cần phải đặt cọc trước một khoản tiền tương đương khoảng tầm 30%, thông thường là 30% đơn tổng đơn hàng. Đấy. Thì bên công ty là có bán lẻ cũng như là bán công trình dự án, các công trình dự án lớn. Đấy. Mình sẽ bật lại chế độ nháy. Chế độ nháy này thì nó nháy xong nó lại chuyển sang chế độ nháy chậm, nó không cứ cố định một một kiểu đấy đâu. Rất là hay. Đặc biệt là chế độ một màu này này, rất là tiện dụng luôn, nhiều khi mình thích màu gì mình dùng màu đấy, hơn là cái đổi màu nó cứ nháy liên tục, đôi khi là mình muốn cho nó dừng lại cho đỡ chóng mặt thì không thể dừng được. Rất là hay đúng không ạ? Xin cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Bây giờ mình sẽ tắt.